Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đầu tiên của năm mới 2022, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, luôn bình an và hạnh phúc, tiếp tục đồng hành cùng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể và các huyện thị thành ủy trong tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng và lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, lãnh đạo các huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và đồng bào Mông huyện vùng cao Mù Cang Chải. Qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với tỉnh, với các cấp, các ngành và huyện Mù Cang Chải trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, trước yêu cầu đặt ra trong thời gian tới về bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, di sản gắn với phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí đề nghị các sở ban ngành, đoàn thể huyện Mù Cang Chải và các địa phương trong tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo tồn phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng tự hào cho người dân, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ, nêu cao ý thức tự bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị của di tích, di sản. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động, biến di sản thành tài sản, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, triển khai có hiệu quả các chính sách đối với các nghệ nhân dân gian, những người đã dày công gìn giữ, bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc của các dân tộc. Hai là Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở ngành chức năng triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị lịch sử văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải. Tổ chức cắm mốc bảo vệ di tích, gắn bia di tích, tổ chức các hoạt động tu sửa và tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp và thực hiện các giải pháp đảm bảo cảnh quan khu vực di tích. Xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch. Phối hợp với Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ và các ngành, các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe Thái, di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới, phấn đấu từ nay đến năm 2025 xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu, đánh giá cao những giá trị của di tích và di sản, hướng dẫn tỉnh Yên Bái lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và công nhận lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời cũng trân trọng cảm ơn đồng bào các dân tộc Mông ở Mù Cang Chải đã tâm huyết giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di tích danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di sản văn hóa phi vật thể, lễ mừng cơm mới và các di tích, di sản khác của địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị tỉnh Yên Bái cần triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nguyên trạng vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường di tích, xây dựng và triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ mừng cơm mới của người Mông gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng địa phương. Ruộng bậc thang là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương thức canh tác nương rẫy và ruộng nước, thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo và khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên. Từ đôi bàn tay khéo léo của đồng bào đã tạo nên những ruộng bậc thang kỳ vĩ trên những triền núi dốc như một bản hùng ca về sức mạnh đoàn kết, tinh thần dân tộc trong quá trình chinh phục và cải tạo thiên nhiên. Quá trình canh tác những ruộng bậc thang đã hình thành những nghi lễ nông nghiệp gắn với chu kỳ của cây lúa, trong đó có lễ mừng cơm mới mang nét đẹp văn hóa đặc trưng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn là hình thức báo công với thần linh, tổ tiên, ông bà sau một năm làm việc cực nhọc, vất vả và cầu mong thần linh, ông bà, tổ tiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa. Để bảo vệ và phát huy giá trị ruộng bậc thang Mù Căng Chải và lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Căng Chải, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể của di sản. Những kết quả đạt được góp phần đưa ruộng bậc thang và lễ mừng cơm mới của người Mông bước đầu trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước. Trong những năm tới, để ruộng bậc thang và lễ mừng cơm mới của tỉnh Yên Bái thật sự trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi mong muốn tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện một số những nội dung sau. Thứ nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nguyên trạng vùng lõi của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, chú trọng tu sửa đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường di tích. Thứ hai, xây dựng và phát triển triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ mừng cơm mới của người Mông gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng địa phương. Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải phân bố ở tất cả 14 xã thị trấn với tổng diện tích khoảng 7.000 ha. Trong đó, diện tích được khoanh vùng bảo vệ là gần 853 ha, tập trung ở 6 xã là La Pán Tần, Chế Cù Nha, Dế Sù Phình, Kim Nội, Mồ Dề và Lao Chải. Còn lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Căng Chải được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 9 tháng 3 năm 2021. Đây là sự khẳng định ghi nhận những giá trị của di sản đối với cộng đồng người Mông nói riêng, di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung. Vì vậy, người dân huyện vùng cao Mù Căng Chải, đặc biệt là những nghệ nhân rất vui mừng, phấn khởi khi lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau khi được nhà nước công nhận, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái văn hóa phi vật thể, sẽ tiếp tục dạy, truyền dạy cho con cháu và gìn giữ cái bản sắc văn hóa đó của người dân tộc mình. Không những là có thể là thờ ở trong nhà mà có thể là gìn giữ để có thể là lưu truyền tiếp về cho con cháu về sau ạ. Có thể nói, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã được nhiều tạp chí du lịch, kênh truyền hình nổi tiếng, trang web nước ngoài bình chọn, giới thiệu là một tài nguyên du lịch nhân văn độc đáo của Việt Nam với những thổ ruộng bậc thang đẹp nhất trên thế giới, trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho du khách và giới nhiếp ảnh gia. Top 20 điểm đến sắc màu nhất trên thế giới, 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2020. Bên cạnh đó, người Mông huyện Mù Căng Chải còn bảo tồn lưu giữ những nghi thức tín ngưỡng trong quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang rất phong phú và đa dạng, như lễ cầu mưa, lễ cúng ruộng, lễ mừng cơm mới. Trong đó điển hình là lễ mừng cơm mới. Nghi thức này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự kính trọng biết ơn của con cháu với thần linh, tổ tiên, ông bà, báo công của gia chủ sau một năm làm ăn mưa thuận gió hòa, tránh được bệnh dịch, gia đình có vụ mùa bội thu. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Rạng rỡ Mù Căng Chải với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lan, ca sĩ Hoàng Liên. Các ca khúc trong chương trình có nội dung ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên và con người Yên Bái, cũng như huyện Mù Căng Chải, tinh thần hăng say lao động, sản xuất, khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái văn minh, phồn thịnh. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải và chứng nhận lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Căng Chải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
và lễ khởi công công trình đường kết nối ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Yên Bái. Sáng nay ngày 1 tháng 1 năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khai mạc hội thi giã bánh dày lần thứ 2 năm 2022. Tới dự hội thi về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Hội thi giã bánh dày là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, từng bước hiện thực hóa nghị quyết của Đảng các cấp trong công tác bảo tồn di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người Mù Cang Chải đến du khách gần xa. Phong tục giã bánh dày của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải còn thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông và đất trời, thể hiện tình yêu đôi lứa, lòng thủy chung son sắc, một lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bánh dày có hình tròn và dẹt, người Mông quan niệm rằng hình tròn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, bởi chúng là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài trên trái đất. Bánh dày ngoài những ý nghĩa tâm linh còn là món ăn truyền thống, được coi là món bánh đặc sản, một trong những nét ẩm thực văn hóa của người dân tộc Mông. Được huyện và tỉnh quan tâm và tổ chức để tham gia hội thi này thì đấy là một cái rất là ý nghĩa và rất là niềm vinh dự rất lớn đối với chúng tôi để được học hỏi kinh nghiệm từ các đội bạn để giúp kinh nghiệm trong cái quá trình về giã bánh dày cũng như là về duy trì được lâu dài hơn nữa. Tham dự lễ hội giã bánh dày năm nay có 15 đội thi đến từ 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến hội thi không khí sôi nổi hào hứng. Để bảo tồn tôn vinh những giá trị truyền thống của đồng bào Mông vùng cao Yên Bái, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của du lịch Mù Cang Chải, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Giã bánh dày còn thể hiện cái tình yêu đôi lứa, đại diện cho cái sức mạnh của người đàn ông, người Mông trong cái khắc phục khó khăn, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cho mình cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự tham gia nhiệt tình của bà con nhân dân, hội thi giã bánh dày đã thành công tốt đẹp. Hội thi không chỉ là dịp quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông Yên Bái tới du khách gần xa, mà còn góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mông nơi đây. Sáng nay tại xã Chế Cua Nha, huyện Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công công trình đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Cang Chải Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện thị. Dự án đường kết nối Mường La tỉnh Sơn La qua Than Uyên Tân Uyên tỉnh Lai Châu sang huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn Văn Yên tỉnh Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng với quy mô đường cấp 4 miền núi, tổng chiều dài 69 km. Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 32 tại lý trình km 299 thuộc địa phận xã Chế Cua Nha, huyện Mù Cang Chải. Điểm cuối tuyến tại km 68 950 nối với đường Gia Hội Đông An thuộc địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Công trình được đầu tư xây dựng sẽ kết nối các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái với một số huyện của tỉnh Sơn La và Lai Châu với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trong giai đoạn 1 sẽ triển khai thi công 30 km đoạn qua huyện Mù Cang Chải do 11 nhà thầu thi công. Dự kiến công trình được thi công trong thời gian 6 năm. Công trình hoàn thành sẽ kết nối huyện Mù Cang Chải với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, phá thế độc đạo từ trung tâm tỉnh đi huyện Mù Cang Chải, cũng như rút ngắn khoảng cách giữa huyện Mù Cang Chải với thành phố Yên Bái, đáp ứng niềm mong mỏi bao đời của người dân vùng cao và mở ra cơ hội phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững cho khu vực phía Tây của tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành giao thông vận tải và các sở ngành liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn và Văn Yên trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công. Để công trình được đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, an toàn, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải và chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần thực hiện đúng các quy định về đầu tư và xây dựng, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện dự án.
Các địa phương có tuyến đường đi qua cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có giải pháp bố trí nhân lực, trang thiết bị thi công hiện đại, thi công hợp lý, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuyệt đối an toàn, đạt chất lượng cao. Các sở ban ngành có liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, đồng thời phối hợp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiến độ đầu tư dự án theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2021, huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách 290 tỷ đồng. Đến hết ngày 28 tháng 12, huyện Yên Bình đã thu đạt trên 308 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch giao. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như ngành thuế huyện Yên Bình trong công tác quản lý và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Nguồn thu ngân sách của huyện Yên Bình tập trung chủ yếu vào 4 nhóm ngành nghề, đó là khai thác đá, vận tải, xây dựng, chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng, sản xuất chế biến chè và các sản phẩm nông lâm nghiệp. Năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, thời điểm đầu năm hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã thiếu nguyên liệu, nguồn tiêu thụ ít, hoạt động cầm chừng, doanh thu thấp. Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm bên cạnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị xã thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng luật định, huyện Yên Bình tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ động thuế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế, tổ chức đối thoại để tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế. Từ đó tạo sự đồng thuận cao giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh phát triển bền vững hiệu quả. Quá trình xây dựng kế hoạch thì chúng tôi đã xây dựng các nội dung gắn với trách nhiệm của các tập thể và các cá nhân, đồng thời đề ra các thời gian hoàn thành cụ thể. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc và có những cái giải pháp điều chỉnh kịp thời để làm sao thực hiện có hiệu quả. Cơ sở kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng của anh Lưu Văn Tuất ở thôn Tân Lập hiện có một dây chuyền máy bóc ván. Mỗi tháng cơ sở của anh tiêu thụ từ 700 mét khối gỗ rừng trồng trở lên, tạo công ăn việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập từ 7 đến 7,5 triệu đồng một người một tháng và đóng góp cho ngân sách địa phương gần 100 triệu đồng mỗi năm. Tôi nghĩ rằng là cái nghĩa vụ mà nộp thuế thì là tôi cứ đến hạn đến năm là tôi nộp thôi. Thế còn đã nước đã tạo điều kiện thế thì là trong tôi làm ăn như này thì mình cũng phải chấp hành tốt cái nghĩa vụ với nhà nước. Để tạo những bứt phá trong công tác thu ngân sách, bám sát sự chỉ đạo của huyện, Chi cục thuế Yên Bình đã phát huy cao độ vai trò hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã thị trấn. Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, triển khai các khoản thu từ tiền thuế đất một lần và tiền giao đất, tập trung đẩy nhanh việc phát triển quỹ đất, tiến độ đấu giá đất, giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh gọn kịp thời những vướng mắc trong từng thời điểm. Xây dựng dự toán, khai thác triệt để mọi nguồn thu, xác định các nguồn thu có tiềm năng để kịp thời có giải pháp quản lý hiệu quả. Tập trung rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư mới để có biện pháp quản lý thuế, điều chỉnh doanh số đối với các hộ kinh doanh khoán. Với những giải pháp cụ thể đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn huyện Yên Bình, đến ngày 28 tháng 12, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 308 tỷ đồng, vượt 18% pháp lệnh, bằng 107% kế hoạch của huyện và bằng 104% dự toán tỉnh giao bổ sung. Cục thuế thường xuyên làm tốt cái công tác tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện trong cái công tác chỉ đạo thu ngân sách, đặc biệt là chia các cái nguồn thu cũng như các cái khoản thu theo quý, theo tháng để đảm bảo cái nhiệm vụ điều hành ngân sách của huyện. Cái thứ hai là đối với cái công tác phối hợp thì Chi cục thuế thường xuyên phối hợp với các ban ngành của huyện, đặc biệt là cơ phòng tài nguyên môi trường cũng như ban quản lý dự án rồi phòng tài chính trong cái công tác chỉ đạo điều hành các cái khoản thu ngân sách. Từ kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2021, năm 2022, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục có những đột phá trong công tác thu ngân sách, tạo ra những dấu ấn mới, khẳng định sự phát triển nền kinh tế bền vững của Yên Bình trong chặng đường tiếp theo.